chùa Tây An ở núi Sam An Giang. Di tích thứ tư quan trọng của Phật giáo Bửu Sơn Kỳ Hương là chùa Tây An tại An Giang. Nơi đây có ngôi mộ khỏa bằng mặt đất, không đắp nắm hay tháp của Đức Phật tại Tây An nằm khiêm tốn phía sau chùa. Tây An tự tọa lạc tại ngã ba dưới chân núi Sam, xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Chùa trông rất đồ sộ, màu sắc lộng lẫy, mang nét kiến trúc Ấn Hồi với vòm tháp cao hình dáng chớp củ hành phía trước chùa. Chùa lợp mái ngói cong, ở cửa giữa có tượng Quan Âm Thị Kính. Bên trong chùa có nhiều bàn thờ với trên 100 tượng Phật và các vị La Hán bằng gỗ được chạm khắc rất công phu sống động. Bên phải chùa là khu mộ tháp cao của Chư Tôn Hòa Thượng Phái Lâm Tế trụ trì qua nhiều thời gian. Phía sau là ngôi mộ Đức Phật Thầy được xây cất mặt phẳng theo di giáo của Đức Phật Thầy. Tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương và Phật giáo Hòa Hảo thường xuyên đến ngôi mộ này cúng bái cầu nguyện đông đảo, nhất là vào những ngày đản sinh hay ngày vía của Đức Phật Thầy. Năm 1820, Tổng đốc Nguyễn Nhật An, một vị quan triều Nguyễn đời Minh Mạng, đã xây dựng chùa Tây An bằng tre theo lời nguyện của ông sau khi thành công dẹp được giặc Miên. Ông thỉnh vị sư đầu tiên là Hòa Thượng Nguyễn Văn Giác, pháp hiệu là Hải Tịnh, tu theo phái Lâm Tế về trụ trì. Năm 1847, Tổng đốc An Hà là Doãn Quẩn. Sau khi lập lại công đánh đuổi quân Xiêm La, bình định chân lạp, đã xây dựng lại ngôi chùa bằng tường gạch với mái ngói. Cũng vào thời gian này, bệnh dịch lan tràn dữ dội, người chết không kịp chôn. Đức Phật Thầy đang ở Trà Bư trị bệnh. Sau đó, Ngài đến Xẻo Môn, nay là làng Long Kiến, vừa chữa bệnh thuyết pháp, khuyến tu, phát lòng phái có bốn chữ Bửu Sơn Kỳ Hương in trên giấy đỏ cho những người quy y. Ngài chỉ dùng bông hoa, nước lã, bao nhang hay giấy vàng và chữa lành nhiều bệnh ngặt nghèo, thập tử nhất sanh. Tiếng đồn vang như nước triều dân và người đến chữa bệnh đông như kiến cỏ, đã khiến những kẻ giấu tu đem lòng ganh tị, phao truyền Ngài là gian đạo sĩ, nên quan trấn An Giang câu lưu giam giữ Ngài và đưa nhiều thử thách. Ngài đã khiến các quan chức khâm phục và nhiều vị đã quy y với Ngài. Khi nhận được chiếu chỉ của triều đình công nhận Ngài là một vị chân tu, Đức Phật Thầy phải xuống tóc vào tu tại chùa Tây An. Chùa này có gõ mõ tụng kinh và thờ nhiều tượng cốt, khác với chủ trương của Bửu Sơn Kỳ Hương là thờ trần đỏ, bông hoa và nước lạnh với nhang đèn mà thôi. Đức Phật Thầy được quý hòa thượng ở chùa rất quý mến khâm phục, cốt cách đạo đức và lòng từ bi chăm sóc thương mến những bệnh nhân đến chùa trị bệnh. Tuy ở chùa, nhưng Ngài thường xuyên hướng dẫn các đại đệ tử Bửu Sơn Kỳ Hương đi nhiều nơi, mở rộng sự truyền giáo, phát lòng phái Bửu Sơn Kỳ Hương. Ngài phân chia tín đồ thành bốn đoàn đi khai quang lập ấp ở chốn rừng rậm như Thới Sơn hay nơi bùn lầy nước ngập mênh mông như Láng Linh, vân vân. Tinh thần giáo lý Tứ Ân vẫn còn mãi. Ngày nay nếu có ai đến viếng những di tích của Đức Phật Thầy sẽ nhận thấy rằng những nơi mà xưa kia là rừng rậm hoang vu đầy thú dữ hoặc những chỗ bùn lầy nước động, mùa nước lụt thì mênh mông như biển, mùa hạn hán thì như bãi cát quang. Nay đã thay vào đó là ruộng lúa phì nhiêu, vườn cây nặng trĩu trái hoặc chợ búa, phố xá sầm uất. Nhiều sông rạch đem nước ngọt đến ruộng vườn và giúp cho sự lưu thông bằng ghe xuồng của người dân khắp nơi. Mảnh đất miền Tây Nam Việt với dòng của Long Giang bên cạnh dãy Thất Sơn hùng vĩ, nơi địa linh nhân kiệt, đã phát sinh những vị hoạt Phật từ Đức Phật Thầy Tây An cùng các vị kế truyền như Đức Phật Trùm, Đức Bổn Sư, Đức Sư Vải Bán Khoai và gần đây nhất là Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo, cùng các vị đại đệ tử anh hùng hy sinh cho tổ quốc như Đức Cố Quản Trần Văn Thành, Đại Thần Nguyễn Trung Trực, vân vân. Qua bao thăng trầm của lịch sử, những câu kinh giảng mang đậm nét giáo lý Tứ Ân
đã luôn vang lên tinh thần đạo đức, nhân ái, sự hiếu thảo với ông bà cha mẹ, tình yêu nước, thương dân, yêu đồng bào nhân loại, cố giữ yên bờ cõi trước giặc ngoại xâm, khiến cho miền Tây Nam Việt vẫn còn giữ được mảnh đất phì nhiêu, người dân mộc mạc hiếu hòa như ngày nào. Các vị hòa Phật đã ban rải tình thương không bờ bến. Kính thưa quý vị, chương trình được liên tục. Kính mời quý vị thưởng thức bài kệ 10 điều khuyến tu của Đức Phật Thầy Thế An do đồng đạo Ngô Văn Ảnh diễn âm sau đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Điều thứ nhất Thầy khuyên nên nhớ, lòng trung kiên muôn thuở còn nêu. Dù ai nặng nhẹ trăm điều, quyết không bỏ lý cao siêu của Thầy. Nhiều thử thách đang dây con đó, nếu ngã lòng công khó tiêu tan. Việc chi còn ở trần gian, điều là quyến hoặc chớ mang nơi lòng. Điều thứ hai Thầy mong đệ tử tình bạn bè giữ chữ thủy chung, luôn luôn tha thứ khoan dung, nhủ khuyên nhỏ nhẹ chớ dùng lời thô. Diệu dắt nhau điểm tô công quả, phải thật thà với cả chung quanh. Thiệt thòi cam chịu đã đành, vô vi phẩm gì Thầy dành cho con. Điều thứ ba vẹn toàn hạnh đức, tuy bán muôn cơ cực tạo tầng, đổi công nuôi lấy tâm thân, đừng ham những chuyện phi nhân gạt lường. Dù tiền bạc tràn rương đầy tủ, cuộc trần này chưa đủ con ơi. Ác gian chỉ hưởng một đời, thà nghèo trong sạch thảnh thơi linh hồn. Điều thứ tư pháp môn quy luật, hạnh trai trường cố sức cao dồi. Thật là xương máu tanh hôi, cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn. Đức từ bi thường hằng thể hiện, không sát sanh lòng thiện ta còn. Lạc chay tuy chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Điều thứ năm quyết không hờn giận, ghét gánh chi cho bận lòng mình. Con xem giảng quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình vô câu. Muôn việc sai bắt đầu sân nổ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo tràng, tập xong chữ nhận niết bàn không xa. Điều thứ sáu thiết tha Thầy dặn, ngày hai thời lắng lặng công phu. Việc chi dầu quá cần cù, cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu.
khi rảnh diệt đồng sâu chở búa đem pháp kinh tự của thầy ban học cho thông thuộc đôi hàng ngâm nga trong lúc thanh nhàn băn khoăn điều thứ bảy quyết tâm công quả an ủi người già cả ốm đau tùy duyên có thể giúp giàu lâm cơn hoạn nạn khi nào cần con phước đức đó vẫn còn muôn thuở tuy vô hình đừng ngỡ là không con ơi nơi cõi trần hồng ít ai có được tấm lòng thanh cao điều thứ tám lời nào thầy dặn dầu khổ lao chớ nải công trình biết rằng con phải hy sinh Phật tiên đâu nỡ quên tình con sao đừng chán việc núi cao rừng thắm dù đường dài muôn dặm xa trong hãy con thề giữ trọn lòng đường viên đắc đạo thoát dòng tử sanh điều thứ chín đạo lành căn bản giữ làm sao thêm bạn không thù con ơi con nhớ rằng tu hạ mình nhận lỗi mặc dù rằng không lời nói sao hòa trong hiệp mi ngoại dù thua người dù phải ép lòng đừng ham những chuyện mênh mông vừa no đủ ấm đèo bồng mi mà chi điều chót hết mười ghi trăm nhớ Phật thánh tiện con chớ quên ơn gia đình nghĩa trọng nhiều hơn tình thương xã hội giúp cơn thiết cần ân tổ tiên dành phần con cháu nhớ những lời dạy bảo thầy mong con ơi khá gắng ghi lòng bấy nhiêu tâm quyết mấy dòng thi văn nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô A Di Đà Phật kính thưa quý vị chương trình phổ truyền giáo lý Phật giáo Hòa Hảo của ban trị sự miền Nam California đến đây là hết. Một lần nữa xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi, bảo trợ thường xuyên của tất cả quý vị. Cầu chúc sức khỏe cũng như thân tâm an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.